Namo tassa bhagavato arahato sammāsambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sammāsambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato Samma Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Sammāsambuddhassa. Bây giờ chúng ta tiếp tục cái phần định giác chi. Bữa trước á, chúng ta đã đến cái phần là thiện xảo về thiện tướng, tức là các cái nimitta. Nói về cái định giác chi á, chúng ta còn cần phải có nhiều sự chuẩn bị hơn đó. Bởi vì vốn dĩ là khi mà Ngài Buddha Gô Xá, Ngài tổng hợp các cái phần chú giải, cũng như là khi Đức Thế Tôn á, giảng dạy về cái bài kinh này, thì mặc nhiên là các vị tỳ kheo đã biết về những sự chuẩn bị cần thiết rồi. Ví dụ như cần phải ngồi như thế nào, cần phải đi như thế nào, cần phải đứng như thế nào, cần phải điều tiết các oai nghi như thế nào, rồi cần phải có niệm và sự tỉnh giác như thế nào. Nói chung là mặc nhiên đã biết rồi, nhưng mà vấn đề của chúng ta là chúng ta chưa có biết. Cho nên nếu như mà một chút xíu nữa dạy xong cái bài kinh này đó, có thời gian sư sẽ quay lại để sư bổ túc cho quý vị, để quý vị có những cái sự chuẩn bị đầy đủ khi mà quý vị mới bắt đầu vào việc hành thiện. Sư biết là những ngày qua đó có dành cho quý vị 15 phút để quý vị hành thiền, nhưng sẽ có rất nhiều người thắc mắc là ngồi như thế nào, rồi đầu cổ như thế nào, tay như thế nào, mắt như thế nào, rồi đi đứng ra làm sao. Đấy, ngay cả cái tư thế ngồi đó, kiết già hay bán già hay ngồi như thế nào đó, cũng rất nhiều người thắc mắc. Thì những cái vấn đề này đó, sau khi kết thúc bài học mà còn thời gian, thì sư sẽ hướng dẫn quý vị để nắm rõ hơn. Còn mặc định á, là khi mà chúng ta học bài này là đã biết rồi đó, cho nên chúng ta hơi thiệt thòi ở chỗ này, do chúng ta chưa có sự chuẩn bị kỹ. Chúng ta tiếp tục cái việc thiện xảo về thiện tướng. Cái quan trọng là chúng ta phải có thiện tướng thì chúng ta mới thiện xảo được. Còn chưa có thiện tướng thì làm sao chúng ta thiện xảo? Đối với rất nhiều vị đó, cái nimitta của thiền á, rất là xa lạ, và thậm chí nhiều người coi nó như là thần thông hoặc là thần thoại vậy. Nhưng nếu như chúng ta có sự thực hành một cách nghiêm túc và đúng đắn, thì quý vị sẽ có cơ hội trải nghiệm và thấy được cái nimitta của mình. Sư mong là sắp tới khi mà vô hạ đó, thì sư dự định là sẽ có ráng có một cái khóa thiền khoảng 5 ngày để quý vị có thời gian để chúng ta thực hành. Phải thực hành thưa quý vị, để mình có cái thời gian mình xem lại cái tâm của mình, để chúng ta có được phương pháp hành thiền cho nó tốt. Chứ còn mà chúng ta chỉ học có lý thuyết không thôi, mà chúng ta chưa có đi vào trong thực hành,
có những chuyện là chúng ta bị nhầm lẫn, bị sai mà sư không thể nào mà sư kèm cặp sát quý vị được. Ví dụ như bao nhiêu con người ngồi ở đây, mỗi người hành thiền đều có vấn đề riêng tư hết, và mỗi vấn đề riêng tư của mỗi người không có giống nhau. Mà sư thì sư không thể nào mà sư nói chung được, bởi vì đó, vấn đề của người này không giống vấn đề của người kia. Mà nếu như mà sư nói một cách chung chung, nó dẫn đến cái chuyện một là xài không được, bởi vì nó không đi vào giải quyết vấn đề cụ thể mà nó chỉ chung chung thôi. Cái thứ hai đó là sư đang, ví dụ nha, sư đang chữa bệnh cho người này, nhưng mà cái thuốc đó không xài được cho người kia, mặc dù cái triệu chứng là như nhau. Như sư nói, một người đó, hồi nãy quý vị ngồi 15 phút, có người họ cảm thấy ngứa, nhưng mà cái ngứa của người này, người kia cũng bị ngứa, có nhiều người bị ngứa, nhưng mà cách giải quyết của mỗi người không có giống nhau. Sư mà sư nói chung, quý vị xài có khi á, xài không trúng. Cho nên ở các cái khóa thiền ở Miến thì có cái phần là trình pháp, tức là sao, gặp riêng cái vị hướng dẫn. Khi hành thiền như vậy đó, mình gặp vấn đề riêng tư đến gặp vị thiền sư, vị thiền sư sẽ căn cứ vào cá nhân của mình để hướng dẫn mình khắc phục vấn đề đó. Và sư cũng mong là có thể làm được chuyện đó. Chứ còn mà những cái buổi mà thiền chung như vậy á, rất khó để sâu sát từng người quý vị, bởi vì nó còn dính dáng đến bốn cái gạch đầu dòng tiếp theo, là nói về cái sự chế ngự tâm. Cái việc hành thiền á, tâm của chúng ta cần phải được rèn luyện, nhưng mà do chúng ta đã trôi lăn rồi, chúng ta làm rất là nhiều những sự đời, quý vị nào phải đi làm nè, rồi nào phải lo công việc, lo gia đình, rồi lo giao tế, lo đủ thứ hết. Cái tâm của mình á, nó bị ảnh hưởng rất là nhiều, và nó buông lung phóng dật rất là nhiều, nó như một con ngựa thoát cương vậy. Mà bây giờ khi mà chúng ta rèn luyện tâm á, ở trong Kinh Pháp Cú có nói đó, nó giống như con cá mà bị quăng lên trên bờ vậy. Nó dãy như thế nào thì cái tâm của mình khi mà mình rèn luyện nó sẽ dãy như thế đó. Nó rất là khó chứ không phải dễ. Các vị tu sĩ đó, ở trong môi trường là chùa chiền tu học, các vị đó có môi trường để rèn luyện tâm của mình. Bằng cách nào? Bằng cách đó, là các vị đó ít làm việc đời. Còn quý vị làm việc đời rất là nhiều, cho nên cái chuyện rèn luyện tâm của quý vị nó khó vô cùng. Mà ở đây có nói lên bốn cái tâm, bốn cái trạng thái tâm mà mình cần phải chế ngự. Thứ nhất là chế ngự tâm khi mà tâm lên quá cao, tức là cái sự bồng bột. Nghĩa là khi chúng ta hành thiền, có đôi khi tâm chúng ta nó nhảy lên cao lắm. Nó cao đến cái mức mà mình bung sung, mình loạn động, mình không thể ngồi được. Tâm nó chỉ muốn nó chực chờ, nó nhảy ra ngoài thôi. Nó y như con ngựa thoát cương vậy. Mình không thể nào mình gom nó, mình kéo nó lại được. Thì khi mà cái tâm nó như vậy đó, mình phải biết cách, mình phải khéo, mình níu nó lại. Mà như sư nói đó, nó giống như con ngựa mà nó thoát cương, hoặc như là một con chó mà nó bắt đầu là nó lên cái cơn sung của nó đấy. Nó chạy lung tung hết, mà mình muốn kìm nó lại thì phải sao? Mình phải mạnh hơn nó. Chứ nếu như mình không mạnh hơn nó sẽ kéo mình đi. Mà tâm của mình muốn mạnh hơn nó thì phải làm như thế nào mới mạnh hơn được? Phải ly dục. Xin thưa, cái tâm của chúng ta đó, càng gần với dục thì tâm của chúng ta càng yếu. Có nhiều người họ nói là
con biết là con phải làm cái gì nhưng mà con làm không được. Mình biết là cái tâm của mình á, nó bung sung, nó loạn động, nó nhảy tùm lum hết trơn á, nhưng mà mình không níu được. Tại sao? Tại vì tâm của mình á, còn dục nhiều quá, còn ham muốn nhiều quá. Mà dục càng nhiều á thì tâm mình càng yếu. Rồi tiếp theo đó là chế ngự tâm. Khi mà tâm xuống quá thấp, tức là nó lui sụp, thì hai cái trạng thái này nè. Thứ nhất á, là khi mà tâm của mình có đôi khi nó lên nó quá cao, mình không muốn ngồi, mình ngồi không nổi. Mà có khi tâm nó xuống quá thấp, mình trở nên giải đãi lười biếng, mình không muốn hành thiền, mình chỉ muốn bỏ thôi, mình không hành nổi. Thì hai trạng thái này đó phải làm như thế nào? Thứ nhất á, là khi mà cái tâm mình lên quá cao, nó trở nên bồng bột á, thì mình phải giải quyết nó bằng định giác chi nha. Định giác chi. Và khi mà cái tâm của mình á, nó trở nên gọi là lui sụp, mình không muốn hành thiền, không muốn hành thiền nữa, thì mình phải giải quyết nó bằng hỷ giác chi và tinh tấn giác chi. Nhờ như vậy đó, chúng ta sẽ kiểm soát được cái tâm của mình. Rồi khi hành thiền á, còn có khi tâm của mình á, nó hỷ quá mức. Quý vị cẩn thận nha, khi mà chúng ta hành thiền á, chúng ta rất dễ rơi vào một cái trạng thái là nó hỷ ở trong pháp á. Có khi là chúng ta cảm thấy nó rợn cả da gà, hoặc là cơ thể mình nó bồng bềnh á, rồi cái trí mình tự nhiên nó sáng, mà mình coi giống như là mình chứng tới nơi rồi đó, thiếu điều là mình lên tòa sen ngồi. Cẩn thận cái đó. Khi quý vị thực hành, quý vị tu á, nếu như mà mình tu nó tương đối nghiêm túc và mình cũng có được cái phước của đời trước á, thì mình rất dễ trải nghiệm cái trạng thái này, tức là cái trạng thái hoan hỷ. Nó ghê lắm, nó ghê gớm lắm. Nhưng mà cẩn thận, bởi vì cái hỷ của nó, nếu như mình không biết kiểm soát nó lại thì mình không tu được. Và nó sẽ dễ rơi vào trạng thái là khi mình hành thiền á, mình cứ đi tìm lại cái trạng thái cũ, trong khi bản chất các hành là vô thường. Rồi hôm nay mình hành thiền, mình cảm thấy rất là hoan hỷ. Hôm sau mình hành thiền, mình ráng tìm lại cái sự hoan hỷ của ngày hôm qua. Nhưng mà vốn dĩ các hành là vô thường, mình cứ hành thiền một cách nghiêm túc thì khi nào nó tới thì nó tới. Chứ mình không nên ở trong cái trạng thái là ôm cây đợi thỏ, tức là hôm nay mình hành thiền nó hoan hỷ, hôm sau mình ráng mình chờ sao cho cái hoan hỷ nó tới nữa, thì đó là điều không có nên. Rồi một cái trạng thái nữa cần phải tránh là chế ngự tâm. Khi tâm lãnh đạm, tức là có đôi khi chúng ta hành thiền nó rơi vào trạng thái là mình chán nản, mình không thiết cái gì nữa hết trơn hết trọi á, cho đến cái chuyện là lên hành thiền mình cũng không có thiết. Rồi đến khi mà gặp vị thiền sư để trình pháp cũng không có thiết, mình không có muốn làm một cái gì nữa hết trơn á. Nó rơi vào cái trạng thái là mình buông hết, mình xả. Nhưng mà cái xả đó là cái xả quá mức, nó trở nên lãnh đạm với tất cả mọi thứ. Thì chúng ta cần phải cẩn trọng với cái trạng thái tâm này. Mình cần phải kích thích nó lên, cần phải kích thích nó lên. Bốn cái trạng thái này đó, chúng ta cần phải luôn luôn ghi nhớ một chuyện, đó là gì? Nó chưa phải là đã đi tới nơi đâu. Chúng ta hành thiền nhằm mục đích là để chúng ta không còn phàm nữa. Mà mình phàm vẫn cứ là phàm thì mình vẫn phải tiếp tục hành. Bởi vì có nhiều khi chúng ta ở trong môi trường thiền viện, chúng ta ở trong môi trường mà mọi người xung quanh đều có thực hành,
thì mình sẽ có được một cái trạng thái trong sạch của giới, định và tuệ. Rồi khi đó, đó mình cảm thấy mình rất là hoàn hảo, rất là tuyệt vời. Thậm chí có nhiều người đó, họ gọi là họ viết thơ rồi họ để họ diễn tả lại cái sở chứng của họ. Nhưng mà chúng ta nên cẩn trọng, bởi vì sao? Bởi vì đó, chẳng qua là trong cái môi trường đó cho nên là mình vẫn giữ được tâm của mình, chứ còn đi ra ngoài rồi là mình không còn giữ cái tâm của mình nữa. Như là trong bài kinh ví dụ lưỡi cưa đó, cũng ở Trung Bộ, Đức Thế Tôn nói có những vị tỳ kheo đó, rất là hiền thiện, nhưng mà Đức Thế Tôn chưa gọi vị tỳ kheo đó là hiền thiện. Bởi vì sao? Bởi vì khi nào mà gặp thử thách đó, mà vị đó vẫn còn hiền thiện, thì khi đó Đức Thế Tôn mới gọi vị tỳ kheo đó là vị tỳ kheo hiền thiện. Còn bình thường mình cứ ở trong chùa, mình hành thiền, mình đi đứng nằm ngồi ở trong chánh niệm, tâm nó như thế nào mình kiểm soát tâm một thời gian rất là dài, mình thấy giới của mình trong sạch, mình thấy tâm tham, tâm sân của mình bị giảm thiểu, rồi mình cứ tưởng mình là thánh. Nhưng nên nhớ có nhiều khi chúng ta chưa chịu thử thách thôi. Một khi mà chúng ta bị thử thách rồi đó, chúng ta hiện nguyên hình cho quý vị coi. Bằng chứng là những khóa thiền, ở trong khóa thiền thì ai cũng hiền hết trơn á, ngon lành, tu ngon lành. Vừa mới xả hết khóa thiền ra, về tới nhà là mèo lại hoàng mèo, cốt khỉ hoàng cốt khỉ. Do đâu? Do ở trong cái môi trường mình được rèn luyện á, mình rất là an toàn. Nhưng mà nó đã ra khỏi rồi là mình mất ngay. Cho nên phải cẩn trọng nha, phải cẩn trọng. Hai cái gạch đầu dòng tiếp theo á, là tránh xa người thiếu định và gần gũi người nhiều định. Nó cũng giống như các giác chi khác thôi. Mình muốn phát triển giác chi nào thì mình phải gần gũi người tương ứng với giác chi đó. Mình muốn phát triển định thì mình phải gần gũi với người nhiều định. Đấy. Còn khi mà mình gần gũi những người mà thiếu định á, là tự nhiên là mình sẽ buông lung phóng dật thôi. Nó giống như hồi nãy sư nói đó, quý vị đang ở trong thiền viện, đang ở trong khóa thiền, mình thực hành rất là tuyệt vời. Nhưng khi về tới nhà là chúng ta gần gũi những người không có định. Chính bởi vì như vậy đó, cái chuyện chúng ta gần gũi những người không có định, chúng ta sẽ bị lôi theo, bị kéo theo. Còn khi mà chúng ta ở trong thiền viện, khi chúng ta ở trong các khóa thiền á, là chúng ta đang gần gũi với những người nhiều định, thì nhờ như vậy đó chúng ta thực hành nó dễ hơn. Mà ở Phật giáo phát triển thì gọi đó là cái đức của chúng, rồi đức chúng như hải, thì nó là như vậy. Tức là mình gần gũi những người mà họ phụ trợ cho mình thì mình sẽ phát triển. Và cái cuối cùng là có sự chuyên tâm khi mà thực hành các pháp bên trên. Cái này sư đã nói nhiều rồi ha. Rồi chúng ta qua cái xả giác chi. Xả giác chi á, là cái trạng thái tâm á, nó vững vàng và nó có khả năng quan sát các pháp một cách đúng đắn, không có thiên lệch về bên nào. Nó như thế nào á, thì mình thấy nó như thế đó. Và lúc nào mình cũng ở trong một cái trạng thái là buông bỏ hết. Ví dụ như một người mà có xả giác chi đó, họ sẽ nhìn cái người này đang khổ, người này đang vui, nhưng mà cái trạng thái tâm của họ, họ hiểu tất cả chúng sanh có nghiệp của mình. Bởi vì như vậy đó, họ mới có thể bình tâm để họ tu tập được. Rất nhiều người thiếu cái xả giác chi. Chính bởi vì như vậy đó, họ cứ băn khoăn, họ lăn xả, mà họ không có khả năng bình tâm để tu được. Lúc nào mình cũng thấy người khổ. Sư nhắc quý vị nha, để tránh mình rơi vào một cái cực đoan, đó là mình lúc nào đó
mình cũng nhào ra, mình nhào ra mình giúp mọi người. Đương nhiên nó là tốt. Nhưng mà chúng sanh khổ, giúp làm sao hết? Cái số chúng sanh mà sau khi thân hoại mạng chung á, đi xuống địa ngục, ngạ quỷ súc sanh nó nhiều lắm quý vị. Nhiều, rất là nhiều, hầu hết. Còn số chúng sanh sau khi thân hoại mạng chung mà sanh về cõi người, cõi trời á, nó ít lắm. Từ đó đó, chúng ta có thể suy ra là số chúng sanh á, làm các ác nghiệp, rồi từ đó thọ lãnh các quả ác nó nhiều dữ lắm. Mà trong khi đó đó, cái tâm từ của chúng ta đó, phải biết tiết chế, phải có sự đi kèm của tâm xả. Bởi vì nếu như chúng ta không có sự đi kèm của tâm xả đó, chúng ta sẽ dính mắc vào họ, lúc nào cũng nhào ra giúp đỡ. Và rồi thì sao? Giúp không được, chúng ta khổ. Hoặc là chúng ta không có điểm dừng, chúng ta không biết lúc nào là cho họ mà lúc nào là cho mình. Cái người mà có xả đó, thì khi chúng sanh cần giúp mà trong khả năng, trong tầm của họ thì họ giúp. Nhưng mà họ lúc nào cũng thấy được mọi chúng sanh có nghiệp của mình, cho nên họ không có sự dính mắc. Họ giúp thì họ giúp được, nhưng họ buông thì họ cũng buông được. Đó là lý do tại sao Bồ Tát có những kiếp, thậm chí trong kiếp cuối Ngài có khả năng bỏ vợ, bỏ con, bỏ cả quốc độ để mà đi. Khi mà Ngài đi đến những xứ sở mà vua quan ở đó đó hà hiếp dân chúng lầm than khốn khổ, Ngài có cái suy nghĩ là nếu như mà có những vị vua dùng chánh pháp, gọi là cư xử tốt với người dân, thì đất nước này sẽ bớt khổ biết là bao nhiêu. Khi đó ma vương hiện ra, nhớ nha, khi đó ma vương hiện ra và thỉnh Đức Thế Tôn, thôi Ngài thỉnh Bồ Tát chứ, lúc đó Ngài chưa thành Phật, thỉnh Bồ Tát, Ngài hãy làm vua đi. Ngài làm vua, Ngài cai trị, Ngài sẽ đem lại sự an lạc cho nhân dân. Rồi đó, tôi sẽ phụ tá Ngài, cả cái núi Himalaya đó nó sẽ biến thành vàng để cho Ngài tha hồ Ngài sử dụng. Đức Thế Tôn nói không. 10 cái ngọn núi Himalaya biến thành vàng cũng không thể nào xoa dịu được cái khổ của chúng sanh. Mình nghĩ cái chuyện á, mình bỏ đời tu, mình đi về đời, mình làm vua, theo cách hiểu của người thường á, Bồ Tát thôi đừng đi vào rừng, đừng đi tu, Ngài làm vua, Ngài giúp được rất nhiều người. Cái hiểu của mình là vậy. Nhưng mà Đức Thế Tôn Ngài biết, khi đó Bồ Tát biết cái tâm từ của Ngài đối với chúng sanh là Ngài có. Nếu không có, Ngài đâu tu thành chánh đẳng giác. Nhưng mà đồng thời Ngài cũng có cái xả đó. Tại vì nếu như không có xả đó, Ngài không buông được. Ngài hiểu chúng sanh có nghiệp của mình, và Ngài hiểu mình phải làm gì là tốt nhất. Có những khi phải buông, buông thì mới lên được. Giống như mình rơi xuống dưới nước, mọi người đều rơi xuống dưới nước, nhưng cái chuyện mình cần làm là mình phải lên bờ trước. Mình lên bờ rồi đó, mình mới có thể cứu người khác. Chứ còn mình cứ ở dưới nước, thân mình lo chưa xong, mình nhào ra mình cứu người khác thì coi chừng là mình chết đuối trước. Cho nên cái xả ở đây đó là mình phải có cái sự bình tâm đối với tất cả pháp trong thân và ngoài thân, đối với mình cũng như đối với người. Nhờ như vậy đó, mình mới có được cái sự cân bằng để tu tập hướng đến sự giải thoát giác ngộ. Chính nhờ cái xả đó, chúng ta mới có khả năng buông bỏ. Nhiều người đó, họ không có khả năng xả, cho nên họ nói là bây giờ con chưa tu được đâu,
con còn có cha, còn có mẹ, còn có vợ, còn có chồng, còn có con cái, còn có cháu, rồi còn có cái này, còn có cái kia. Mình nghĩ là mình nói như vậy là hay, nhưng thực tế là do mình chưa có xả. Như sư nói, nếu như Bồ Tát năm xưa đó mà ngài nghĩ là bây giờ là ngài còn cha, ngài còn mẹ, ngài còn vợ, ngài còn con, thì ngài đâu có xuất gia, ngài đâu có bỏ ra ngoài cổng thành. Cho nên chúng ta phải xả. Nhờ cái xả đó mà chúng ta làm được những điều lớn lao hơn. Sư nhớ khi mà sư xin xuất gia thì sư phụ sư mới nói là nếu như mà cỡ như ông ở ngoài đời đó thì giỏi lắm là ông lấy thêm vài bà vợ nữa chứ mấy. Nhưng mà khi mình xuất gia mình có thể giúp được rất nhiều người. Đấy, nó khác. Chính bởi vì như vậy, cái xả là cái rất quan trọng ở trong cái con đường tu. Mình không xả được là mình không đi lên được. Muốn giúp gia đình thì phải biết buông trước cái đã. Ở đây chúng ta có 5 pháp trợ sanh cái xả giác chi. Thứ nhất là chúng ta phải hiểu mỗi người có nghiệp riêng. Mình có nghiệp của mình, họ có nghiệp của họ, đàn ông có nghiệp của đàn ông, đàn bà có nghiệp của đàn bà, loài người có nghiệp của loài người, mà loài chó có nghiệp của loài chó, chó có nghiệp của nó cho nên nó mới sủa. Đấy, cho nên nó mới phóng uế bừa bãi. Rồi phụ nữ có nghiệp của phụ nữ, đàn ông có nghiệp của đàn ông, vợ có nghiệp của vợ, chồng có nghiệp của chồng. Mỗi người có nghiệp của mình. Khi mình nhìn như vậy đó, mình mới có khả năng buông được. Nhớ, mình có thương họ bao nhiêu thì cũng không bằng thiện nghiệp của họ. Mà mình có ghét họ bao nhiêu thì cũng không bằng ác nghiệp của họ. Mỗi người có nghiệp của mình. Đừng có lo. Sư nói một số vị đó cứ xuất gia mà cứ lo là bây giờ mình xuất gia rồi đó, rồi những người còn lại ra làm sao. Xin thưa, mỗi chúng sanh có nghiệp của mình. Giả sử như bây giờ mình đi ra đường, mình gặp tai nạn rồi mình chết, người thân họ sẽ buồn, họ sẽ đau khổ, họ sẽ khóc. Nhưng rồi vài năm sau họ vẫn phải tiếp tục sống thôi. Không có ai mà mình chết rồi là họ khỏi sống nữa, hiếm lắm. Mà cái chuyện như vậy thì vốn dĩ cũng không có nên. Đấy, mình chết rồi thiên hạ vẫn cứ tiếp tục, trái đất vẫn tiếp tục quay, mặt trời vẫn tiếp tục mọc, thiên hạ vẫn cứ tiếp tục phiền não, người tu thì vẫn tiếp tục tu. Cho nên á, gọi là không có mợ thì chợ vẫn đông. Mỗi chúng sanh có nghiệp của mình. Không hiểu được cái đó là không buông được. Phải hiểu cái chuyện đó. Đấy. Cái thứ hai đó là chúng ta phải hiểu bản chất của thế gian, tức là các hành vốn dĩ là vô thường, khổ và vô ngã. Khi mình nhìn như vậy đó, mình mới buông được. Ở đời đó, một hai mình cứ muốn kiếm một căn nhà, nhưng xin thưa, vốn dĩ nó là vô thường. Mình không vô thường thì nó cũng là vô thường. Một là mình chết, chết rồi cái nhà nó cũng cho đứa khác, mình đi theo nghiệp của mình. Hai, cái nhà rồi nó cũng hư hoại, ôm nó làm chi. Có nhiều người đó, nhà cháy, nhà cháy, mất mát tài sản, họ buồn, họ khổ. Nhưng quý vị biết, có những người đó, nhà cháy, mất mát tài sản, họ vỗ tay, họ cười. Tại sao vậy? Tại nhờ như vậy họ không còn sự ràng buộc nữa. Hồi xưa còn nhà còn cửa, họ còn ràng buộc, họ bỏ không được. Một cái ngọn lửa nó nổi lên, họ mừng hết sức. Nhờ như vậy đó họ buông được. Cho nên khi chúng ta hiểu được các hành là vô thường,
khổ và vô ngã thì mình mới buông được. Mình cứ một hai mình nắm mình kia, mình nắm mình níu rồi thì nó vẫn phải vô thường thôi. Mình không hiểu, mình không chuẩn bị thì tới hồi nó tới mình chịu không nổi. Phải hiểu cái đó thì mình mới buông được. Và cái thứ ba đó là tránh xa người dính mắc với các pháp ở thế gian. Tức là bây giờ đó, xin thưa là nếu như anh dính mắc nhiều quá thì tôi không ở với anh được. Muốn hành xả đó thì phải tránh xa những người dính mắc với các pháp ở thế gian. Tức là nhiều cái sự thương thích, rồi buông không được, nếu cứ níu kéo thì mình phải tránh xa họ. Và cái thứ tư á, là gần gũi những người trung dung, tức là không có thiên lệch một bên nào hết. Đó là những người có khả năng buông bỏ một cách dễ dàng. Và điều cuối cùng á, là có sự chuyên tâm khi thực hành các pháp bên trên. Khi mà chúng ta có sự thực hành xả giác chi một cách đúng đắn thì chúng ta mới có khả năng tiến bộ được, thưa quý vị. Tùy mỗi người thôi, tùy mỗi người mà họ cảm thấy trong thức giác chi đó cái nào quan trọng. Riêng sư thì sư thấy cái xả giác chi là một cái phần rất quan trọng. Bởi vì bản chất của chúng sanh á là dính mắc. Cái từ mà sát tá đó, tức là chúng sanh, nó là viết từ cái từ là xá cộng với át tá, tức là những cái tồn tại mà có sự dính mắc thì gọi đó là chúng sanh. Ở đây đó, tiếp theo ở trong chánh kinh đó, thì có cái câu là tu tập y cứ vào sự viễn ly, ly tham và đoạn diệt. Tự nhiên sư nói đó, tu tập đó, nghĩa là phát triển nha, pha quá tí nghĩa là sự phát triển. Mình cần phải phát triển, cần phải phát triển. Mà phát triển ở đây là sao? Tức là mình lúc nào mình cũng suy tư để mình nuôi dưỡng, mình phát triển thức giác chi. Mình cần phải duy trì cái sự suy tư liên tục, thường xuyên ưu tư, thường xuyên suy nghĩ làm sao để tôi có thể phát triển thức giác chi. Và liên tục nuôi dưỡng, liên tục nuôi dưỡng. Lúc nào đó mình cũng suy xét nè, cái định mình thiếu không, cái niệm nè, nè tinh tấn nè, đấy định nè, rồi đó, rồi xả nè, mình cần phải suy xét liên tục như vậy. Rồi cái sự viễn ly ở đây đó có nghĩa là xa lìa tất cả các hữu, tức là niết bàn. Khi mình tu tập á, mục đích của việc tu tập thức giác chi tức là để mình buông bỏ tất cả các cái pháp hữu vi nhằm chứng ngộ giải thoát nha. Rồi cái sự ly tham và đoạn diệt thì ly tham á, là xa lìa tất cả các cái dục hữu, còn đoạn diệt á, là đoạn diệt tất cả các hữu. Còn cái phần là được hoàn thiện trong sự từ bỏ có nghĩa là sao? Có nghĩa là chúng ta phải từ bỏ hết tất cả mọi thứ. Chúng ta phải tu tập thức giác chi để từ bỏ tất cả các hữu nhằm mục đích đi đến sự giác ngộ giải thoát. Còn cái phiền toái và nhiệt não ở đây đó, nó nói lên các cái vấn đề sự cần thiết khi chúng ta tu tập thức giác chi. Chúng ta tu tập thức giác chi để làm gì? Thức giác chi là dành cho những người biết chán sợ sanh tử. Thức giác chi là dành cho những người muốn tu tập hướng đến sự giải thoát giác ngộ. Quý vị muốn thành Phật thì mình phải tu tập thức giác chi. Quý vị muốn thành Thánh thì mình phải tu tập thức giác chi. Mà hơn nữa ở trong tương ưng tăng chi, có nhiều khi Đức Thế Tôn ngài bị bệnh
và Ngài nhờ vị thị giả đọc lại bài kinh Thức Giác Chi, và nhờ đó Ngài có sự hoan hỷ và Ngài hết bệnh. Cho nên đối với Phật giáo Nam truyền á, thì một số vị coi bài kinh Thức Giác Chi là một bài kinh trị bệnh cũng có. Và nếu như chúng ta không tu tập Thức Giác Chi thì sao? Như sư nói, Thức Giác Chi là dành cho những người biết sợ sanh tử. Mà nếu như mình không tu tập Thức Giác Chi, có nghĩa là mình không sợ sanh tử. Mà mình không sợ sanh tử thì nó sẽ là điều kiện cho các cái lậu hoặc tăng trưởng. Và nếu như các lậu hoặc tăng trưởng thì chúng ta vẫn tiếp tục luân hồi sanh tử và tiếp tục chịu khổ trong vòng sanh tử luân hồi. Đấy. Ở đây đó, cho đến cuối bài kinh có cái câu là chấm nhờ sự tu tập, những cái lậu hoặc nào á cần được đoạn trừ bằng tri kiến thì dùng tri kiến để đoạn trừ. Những lậu hoặc nào cần sự thu thúc thì dùng sự thu thúc để đoạn trừ. Những lậu hoặc nào cần sự kham nhẫn thì dùng kham nhẫn để đoạn trừ. Những lậu hoặc nào cần sự tránh né thì dùng tránh né để đoạn trừ, vân vân. Thì khi chúng ta sử dụng những cái pháp tương ứng để đối trị với các lậu hoặc, thì như vậy đó, chúng ta mới có cơ hội chấm dứt khổ đau. Xin thưa, nếu như mà quý vị học xong bài Trung Bộ số 2 ngày hôm nay mà quý vị nghĩ thì có khi nó cũng đủ rồi. Bởi vì nó đã đủ để chúng ta xài và đủ để chúng ta ứng dụng trong cái đời tu của mình. Ở đây đó, sự chấm dứt khổ đau tức là sự loại bỏ hoàn toàn ngã mạn bằng La Hán đạo. Nhớ dùm sư, La Hán tức là con đường đi đến sự giải thoát. Đức Thế Tôn cũng là một vị La Hán nha. Đức Thế Tôn cũng là một vị La Hán. Chính bởi vì như vậy đó, ở trong chú giải mới nói đó, Đức Thế Tôn Ngài cũng đã hoàn tất mọi công hạnh chấm dứt khổ đau sau 4 A Tăng Kỳ và 100.000 đại kiếp. Cũng nhờ sự tu tập của Ngài, cho nên Ngài mới nói, Ngài mới có thể nói là gánh nặng đã đặt xuống, việc cần làm đã làm, thân này là thân cuối cùng, không còn tái sanh lại nữa. Ngài đã vung bội Ba La Mật rất là nhiều kiếp, 4 A Tăng Kỳ và 100.000 đại kiếp sau khi được thọ ký bởi Phật Nhiên Đăng. Ngài vẫn tiếp tục tu hành để cuối cùng Ngài đem lại giáo pháp cho chúng ta. Ngài chỉ cho chúng ta thấy cái gì là cần làm và con đường nào đi đến sự giải thoát giác ngộ. Đấy. Và như sư nói đó, cuối cùng sư bổ sung một vài cái vấn đề để quý vị hành thiền, đặc biệt là trong cái định. Thứ nhất là nói về cái tư thế. Xin thưa là đối với cái việc hành thiền, đừng bao giờ có suy nghĩ là tôi chỉ thiền khi nào tôi ngồi. Nhớ giùm, nếu như mình có suy nghĩ là tôi chỉ thiền khi nào tôi ngồi đó, thì một ngày của mình á, thời gian nó rất là ít, mình hành thiền rất là ít. Bởi vì thời gian ngồi của mình không có nhiều. Đúng ra mà nói á, là cái sự hành thiền của mình á, nó bắt đầu từ khi mình mở mắt cho đến khi mình nhắm mắt. Chẳng qua là hàng cư sĩ của quý vị á, chúng ta phóng dật, lo đi làm rồi lo những cái bổn phận, cho nên chúng ta buông lung, chúng ta không có hành thiền thôi. Còn với những vị tu sĩ thì thời gian của các vị đó là từ lúc mở mắt cho đến khi nhắm mắt. Điều quan trọng là chúng ta có cái gì? Sati sampajanya, tức là có niệm và sự tỉnh giác. Mình tỉnh thức lúc nào thì mình thực hành lúc đó. Chính bởi vì như vậy đó, khi mình đi, đứng, nằm, ngồi,
cho đến ăn uống nhai nếm cho đến tiêu tiểu thì mình vẫn tiếp tục hành thiền như thường. Ở trong cái việc hành thiền á, không bao giờ có cái chuyện là cơ thể của mình dơ bẩn thành ra là mình không có nên hành thiền, không có. Ngay ở trong kinh Tứ Niệm Xứ, cái chuyện gọi là mình bài tiết mà mình còn phải giữ gìn chánh niệm mà, còn phải giữ gìn sự cảnh giác mà. Cho nên chúng ta hành thiền trong bất kỳ lúc nào. Và khi chúng ta đi, đứng, nằm, ngồi trong tất cả oai nghi đều phải duy trì sự tỉnh giác. Sự tỉnh giác ở đây là sao? Cảnh giác thực hành. Cái bài tất cả lậu hoặc quý vị vừa mới học xong, quan sát nó, quan sát nó. Giống như là mình là một cái người lính, mình rà một cái radar vậy đó. Cái gì xuất hiện là mình quan sát nó ngay lập tức. Tham dục nè, tham dục phát hiện nó. Và tham dục là cần phải đoạn trừ, từ bỏ nó đi. Đang đau, đang đau. Cái đau này cần phải được kham nhẫn. Cái đau này không là cái gì đối với cái đau ở địa ngục. Đấy. Cho nên kham nhẫn nó, kham nhẫn nó, kham nhẫn nó. Rồi khi mà chúng ta thực hành, cái gì nó đến với mình, mình quan sát cái đó. Mình sử dụng tất cả những cái sự hướng dẫn, các phương pháp giải quyết đã được Đức Thế Tôn hướng dẫn trong bài kinh này, tất cả lậu hoặc. Mà muốn được như vậy đó, quý vị phải thuộc, học về học thuộc giùm sư trước đi. Học cho thuộc, áp dụng nhuần nhuyễn. Mới ban đầu á, mình chưa có quen đâu. Giống như cái người mới tập lái xe vậy, họ phải nhớ đây là tay lái nè, đây là thắng nè, rồi đây là số nè, rồi đây là ga nè đó, rồi đây là quẹo trái, đây là quẹo phải, đây là bảng cấm, đây là bảng nguy hiểm, đây là bảng cấm quay đầu đó, đây là đèn xanh, đèn đỏ, đây là khoảng cách cần thiết. Họ phải nhớ rất là nhiều thứ. Nhưng khi mà mình lái xe thuần thục rồi đó, những cái đó nó trở thành bản năng. Cái việc hành thiền của quý vị cũng vậy. Ban đầu á, nhớ giùm sư cái bài tất cả lậu hoặc này nè, thuộc giùm sư thuộc hết, thuộc hết. Điều kiện gì để xài cái nào? Ví dụ như đau là dùng để dùng cái gì? Kham nhẫn. Đó. Rồi khi uống thuốc thì dùng cái gì? Thọ dụng. Khi ăn dùng thọ dụng. Đấy. Rồi khi mà một cái hình ảnh đẹp mắt xuất hiện dùng thù thục. Khi mà tâm, một cái tâm bất thiện xuất hiện ở trong đầu thì dùng đoạn trừ. Mình liên tục mình thực hành như vậy. Hãy thực hành biến nó thành một cái phản xạ. Rồi cái nhiệm vụ của mình thường xuyên quan sát như một cái radar vậy. Mình càng thực hành thường xuyên thì mình sẽ càng nhạy và mình sẽ càng linh hoạt. Khi đó đó, pháp nào tới, cái nào tới thì mình xử cái đó. Lúc đó mình không cần phải học thuộc lòng nữa. Nhưng mà trước hết là mình phải học thuộc lòng. Còn đối với một số vị mà muốn hỏi, thôi bây giờ, nhưng mà bây giờ con muốn ngồi thì con ngồi như thế nào? Nhất là ở trong cái môi trường này, bây giờ chúng ta ngồi rất là nhiều. Bây giờ mình ngồi như thế nào? Lưng á, thì để cho lưng nó thẳng, nhưng mà thẳng theo cái kiểu là thoải mái. Thả lỏng lưng ra, thả lỏng, nhưng mà thả lỏng mà để nó thẳng, chứ không phải là mình thả lỏng mà mình để cho nó gù thì không đúng. Thả lỏng mà để cho nó thẳng. Đấy, cũng không có cần là phải gọi là
kìm cứng cái lưng cũng không cần, thả lỏng nó ra. Đấy, thả lỏng nó ra. Đầu cũng vậy, thả lỏng. Cứ thả lỏng. Nhớ mình hành thiền á, không phải là để người ta quay phim chụp hình đâu. Đấy. Cái chân của mình á, nam thì có thể ngồi kiết già, tức là hai chân bắt chéo lên nhau, hoặc ngồi bán già, chân trên chân dưới, hoặc ngồi theo kiểu miếng điện là chân trong chân ngoài. Còn nữ á, thì không nên ngồi kiết già. Nữ chỉ nên ngồi bán già hoặc ngồi kiểu miếng chân trong chân ngoài. Sở dĩ sư dặn cái này á, sư nói nữ không nên ngồi kiết già là bởi vì ở trong tạng luật á, phân tích giới tỳ kheo ni, thì Đức Thế Tôn có một cái điều cấm là cấm các vị tỳ kheo ni ngồi kiết già. Bởi vì khi mà ngồi kiết già đó, dục nó dễ sanh khởi. Cái này ở trong phân tích giới tỳ kheo ni, ở trong tạng luật, hoặc là ở trong cái phần tiểu phẩm cũng có nói. Cho nên nếu như quý vị ngồi đó, nữ á, thì nên ngồi bán già hoặc ngồi chân trong chân ngoài nha. Đừng có lo cái chuyện là phải ngồi kiết già, ngồi kiết già mới chứng được. Xin thưa, thời Đức Phật các vị tỳ kheo ni không có vị nào ngồi kiết già hết, mà các vị vẫn chứng thánh như thường. Cho nên là mình không cần phải lo cái chuyện đó. Và nhớ giùm, khi mà mình ngồi đó, nó không phải là một cái giai đoạn gọi là đấu tranh để mà mình kìm giữ một cái tư thế. Không cần phải như vậy. Quý vị cứ ngồi. Nhưng mà nhớ, ngồi khi mà ngồi thiền á, giữ cái tư thế nào là giữ nguyên tư thế đó. Và khi nào ngồi không nổi nữa, tức là cái chuyện mà ngồi duy trì tư thế ngồi đó làm cho mình bị phân tâm, mình không còn khả năng hành thiền nữa, thì cứ đứng dậy đi. Và khi đi á, là nhớ giùm sư, vẫn tiếp tục đi cho đến khi nào không thể đi được nữa, tức là cái chuyện đi nó trở nên đau nhất, chuyện đi nó làm cho việc hành thiền bị phân tâm, không hành thiền được nữa thì mới được ngồi nha. Chứ mình không có dùng cái chuyện đi thiền á giống như là để mình thả lỏng gân cốt thì không có nên. Đi là phải đi cho đến khi không đi được nữa mới ngồi, mà ngồi á, là ngồi cho đến khi không ngồi được nữa thì mới đi. Một cái nữa, chủ trương của sư hành thiền khát nước cứ uống. Đang đi khát nước cứ mở nước ra uống. Cần đi vệ sinh thì cứ đi vệ sinh. Bởi vì mình quan trọng là mình vẫn giữ niệm và sắp tí xăm ba chanh nha, và sự tỉnh giác. Cho nên nó ngay cả cái chuyện mình uống nước hay là mình đi vệ sinh thì mình vẫn tiếp tục giữ được niệm và sự tỉnh giác. Khi đó mình không có khái niệm xả thiền. Đấy. Chứ còn mà nhiều nơi á, hành mà nó bị cực đoan đến mức mà người ta không dám uống nước và người ta không dám đi vệ sinh, nó dẫn đến cái chuyện là hành thiền lâu ai cũng bị sỏi thận hết. A Di Đà Phật sư, dạ con có câu hỏi là tại vì trong kinh đó là nói là tất cả mọi thứ đều là do nghiệp mình gây ra, là mình làm lỗi hay là làm mình làm điều phước thì mình sẽ chịu nghiệp bể luân hồi. Thì trong thế gian của mình nè, bị luân hồi qua nhiều đời nhiều kiếp, và cho con hỏi là ngay tại vì theo sự phát triển của khoa học á, thì chứng minh là trước khi có con người là từ con vật, vậy trước của những con vật là những đơn bào, vậy thì đơn bào nó làm như thế nào để nó bị có tội để nó luân hồi, nó trở thành con người và nhiều tội như bây giờ ạ? A Di Đà Phật con hết. Thứ nhất là chúng ta tránh cái suy nghĩ là tất cả mọi thứ đều do nghiệp, tức là tránh cái suy nghĩ đổ thừa cho nghiệp. Bởi vì cái gì cũng đổ thừa cho nghiệp á, thì không lẽ bởi vì do nghiệp cho nên tôi mới sát sanh?
do nghiệp cho nên tôi mới trộm cắp, do nghiệp tôi mới tà dâm hay sao? Cho nên là tránh thái độ tất cả mọi thứ đều đổ thừa cho nghiệp. Mà chúng ta có thể nói mọi thứ đều do nhân duyên thì đúng. Cái gì nó cũng có nguyên nhân của nó, cái gì nó cũng có cái duyên của nó. Còn quý vị hỏi là những cái sinh vật thì làm sao mà nó tạo ra nghiệp, thì xin thưa, trong kinh Khởi Thế Nhân Bổn á, có mô tả là khởi đầu của loài người á, vốn dĩ là các vị trời, các vị Phạm Thiên á, đi xuống. Mà do cơ thể của Phạm Thiên á, các vị đó là cơ thể dạng vi tế. Nó vi tế để quý vị dễ hiểu là nó giống như xương như khối vậy đó, hoặc là như ánh sáng, thì nó rất là vi tế. Cho nên á, khi mà các vị đó đã gọi là mệnh chung á, không có để lại cái cơ thể vật chất đủ để có thể tạo thành hóa thạch. Quý vị biết là ngay cả cái con khủng long á, sư nói thiệt là bây giờ người ta không biết nó có lông hay không. Tại vì nếu như người ta mô tả thì có thể vẽ ra một con chim với cái khung xương đó. Thành ra là họ cũng không biết cái hình tướng thực tế của con khủng long ra làm sao. Mà loài người đó, trước đó thì họ vốn dĩ á, từ Phạm Thiên xuống, cho nên cái cấu trúc của họ đó rất là vi tế. Chính bởi vì như vậy bây giờ mình tìm không ra hóa thạch. Cho nên là khoa học thì vẫn còn một con đường rất là xa. Còn quý vị mà hỏi là những cái con mà nhỏ 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 mình không có thấy, bây giờ nó tạo cái nghiệp gì để nó chui vô đó, thì chúng sanh đều tạo ra nghiệp. Nếu như mà nó đi vào con sâu, con kiến, những cái con nhỏ nhỏ thì nó cũng ở trong đó, nó tạo các cái hành nghiệp của nó. Nghiệp là gì? Nghiệp là các hành động có chủ ý thì nó tạo ra nghiệp. Đấy. Và chính bởi vì đó, chúng sanh tạo rất nhiều nghiệp thiện và nghiệp ác, đa phần ác nhiều hơn thiện, cho nên đi xuống nhiều hơn đi lên. Thành ra là nếu như mà mình tạo một cái nghiệp trong số rất nhiều nghiệp thì nó sẽ có cái nghiệp đưa mình tái sanh vào những cái con côn trùng nhỏ bé. Rồi sau đó đó, hết cái nghiệp đó rồi đó thì mình lại sanh vào cái loài khác. Cho nên là đừng có lo cái chuyện là mình rơi vào ở trong loài đó mình sẽ làm cái nghiệp gì. Xin thưa, nó sẽ có cái nghiệp tương ứng của loài đó thôi. Mà tại vì sư không phải là nhà sinh vật học, cho nên sư không biết là nó làm cái gì khi nó ở trong cái loài đó. Cho nên cô thông cảm. Đó, mình đang là loài người cho nên mình biết là loài người làm cái nghiệp gì. Chứ điều đó không có nghĩa là những cái con nhỏ nhỏ đó nó không có suy tư, nó không có làm cái gì thì sư không chắc ạ. Rồi, thôi cũng tới giờ rồi, chúng ta hồi hướng. Xin chia đều phần phước này đến tất cả chúng sanh. Nguyện cho tất cả chúng sanh được thọ hưởng tùy ý. Sau khi đã thọ hưởng rồi, được thoát khỏi những điều thống khổ, được kết quả làm người, quả trời cùng quả niết bàn. Nguyện cầu tam bảo từ hàng độ, nguyện thoát ba tai nước lửa binh, nguyện thảy chúng sanh khỏi oan kết, nguyện cho nhân loại sớm tu hành, nguyện gìn tam học giới định tuệ, nguyện đoạn tham sân si độc sanh, nguyện giải căn nhân sanh tử khổ, nguyện diệt tâm tham háo lợi danh, nguyện tu tinh tấn không giải đãi, nguyện sao đạo quả sớm viên thành. Nam mô Buddhaya, nam mô Dhammaya, nam mô Sanghaya. Mời quý vị đọc theo sư. Idam me punyam nibbanasa paccayo hotu imam no punya phagam sabba sattanam đề ma sa thu sa thu sa thu, sa thu.